Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh. Chúc mọi người có một ngày thật vui và hạnh phúc. Thì hôm nay chia sẻ với các bạn một món chè, đó chính là món chè rau câu hạt lựu. Cũng giống như là xương sa vậy, khi làm xong thì chè của mình có màu sắc trông rất là bắt mắt. Khi ăn thì béo ngon, đặc biệt món chè này thì lại vô cùng mát luôn nha. Và để biết cách nấu chi tiết cho cái món chè rau câu hạt lựu này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng vào bếp làm với mình nha. Và để làm thì đây là nguyên liệu mình sử dụng. Mình xài là một gói bột rau câu giòn hiệu Aga này các bạn. Gói này là 25g, 100g bột năng, 300ml nước cốt dừa. Màu thì sử dụng ở đây là màu củ dền, màu lá dứa và 200g đường cát. Thì tất cả nguyên liệu để làm mình sẽ để chi tiết trong phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để làm thì mình đi ngâm cái phần rau câu trước. Các bạn cho cái phần rau câu này vào trong chảo. Rồi mình cho vào là 2 muỗng canh đường cát. Cho vào xong thì mình trộn đều lại. Rồi mình cho nước lọc vào. Phần nước lọc này thì các bạn cho vào là 1 lít 7 nha. Hoặc là muốn cứng hơn thì mình cho lít rưỡi. Cho nước vào xong các bạn hòa tan ra. Rau câu sau khi đã hòa tan xong thì mình để qua bên cho cái chảo rau câu nghỉ tầm khoảng là 30 phút. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm tới cái phần hạt lựu. Các bạn cho hết bột năng ra ngoài cái tô lớn để mà mình pha bột dễ hơn. Cho bột vào xong thì từ từ các bạn cho vào đây là 70ml nước. Sau đó thì mình hòa tan cái chỗ bột năng này ra. Bột năng thì mình cũng đã hòa tan xong rồi này các bạn. Khi khuấy thì sẽ hơi nặng tay chút. Mình để cái ly qua bên. Và chuẩn bị một cái khuôn dài như thế này, các bạn lót ở dưới một ít giấy ăn nha. Lót càng dày càng tốt. Và tiếp theo thì mình sử dụng một cái khăn. Và khăn để lót á, thì mình sẽ vắt cho nó hơi ráo nước một chút. Chứ mình không có để khăn khô. Trải lên xong thì từ từ mình cho cái phần bột năng vô. Khi đã cho bột vào xong thì các bạn để đây cho cái phần bột của mình nó ráo mặt lại. Bột năng để một lúc thì cũng đã ráo mặt lại hết rồi nè các bạn. Thì lúc này mình sẽ cho cái phần củ dền vô. Củ dền này thì mình xay trực tiếp nha, chứ mình không có nấu. Như vậy thì cái màu nó sẽ đậm và đẹp hơn. Mình thoa đều cái mặt bột nè. Màu rất là tươi đó các bạn. Màu củ dền thì mình cũng đã tán cho nó đều cái mặt bột rồi. Thì các bạn để một lúc cho cái phần màu này nó thấm xuống. Màu củ dền thì cũng đã thấm và ráo hết rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình dở lên. Lấy ra xong á, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái mâm. Và thoa lên trên mâm một ít bột khô nè. Để một lát lấy ra thì sẽ không có bị dính. Để lấy bột ra thì các bạn úp ngược cái phần mặt màu đỏ xuống. Rồi mình dở ra từ từ. Bột hơi ướt thì các bạn lại cho thêm bột khô. Làm nó hơi cầu kỳ một chút nhưng mà lại rất là đẹp. Bột thoa xong thì mình dùng dao mình cắt ra. Các bạn chấn ra như thế này. Chấn xong thì mình cắt nhỏ lại. Đây là cái bề mặt bột ở bên dưới đó các bạn. Mình cắt mỏng mỏng thôi, đừng cắt dày quá. Bột thì mình cũng đã cắt dài xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình cắt hạt lựu lại. Mình làm nhỏ nhỏ thôi. Như vậy thì cái thời gian luộc nó cũng mau hơn nữa. Rất là đơn giản luôn nha. Hạt lựu thì mình cũng đã cắt xong rồi các bạn. Màu rất là đẹp. Thì bây giờ mình để cái đĩa hạt lựu này qua bên. Mình đi nấu rau câu trước. Chảo rau câu thì mình cũng đã ngâm được 30 phút. Thì lúc này các bạn mở bếp lên. Mình nấu cho cái nồi rau câu này sôi.
Rau câu mình nấu một lúc thì cũng đã sôi lên rồi. Các bạn cho vào một vá đường cát để cho rau câu không có bị lạc quá. Khi đã cho vào xong thì các bạn hạ lửa nhỏ xuống và mình nấu thêm 5 phút nữa. Rau câu thì mình cũng đã nấu đủ 5 phút rồi. Thì lúc này mình tắt bếp đi và các bạn vớt cái màng này ra nha. Sau khi đã chia rau câu ra rồi bắt đầu mình pha màu. Màu đầu tiên thì mình pha cái màu lá dứa nè các bạn. Cho vào rồi trộn đều lên. Thấy màu đẹp thì mình dừng lại nha. Màu như vậy là được rồi. Tiếp theo thì mình pha tới cái màu củ dền. Màu củ dền này thì mình chỉ cần cho một ít thôi, không cần cho nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho cái phần rau câu này đông hẳn lại. Tiếp theo thì mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi và cho hết cái phần hạt lựu này vào trong nồi. Khi đã cho vào xong thì các bạn đảo đều lên. Mình luộc một hồi để cho cái hạt lựu này trong lại. Hạt lựu mình luộc được một lúc thì cũng đã trong lại rồi. Màu rất đẹp nha các bạn. Thì bây giờ mình tắt bếp đi và đem rửa hạt lựu qua với lại nước lạnh. Hạt lựu thì mình cũng đã rửa qua với lại nước lạnh này các bạn. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Thì mình để qua một bên và cuối cùng thì mình sẽ đi làm nước đường và nước cốt dừa để ăn kèm. Và để nấu nước đường thì mình cho hết cái số đường còn lại vào trong một cái chảo sâu lòng. Khi đã cho vào xong thì các bạn đổ vào đây là 200ml nước lọc. Dằn vào một ít muối trắng nữa. Sau đó thì mình mở bếp lên. Mình nấu cho đường tan hết và sôi lên nha. Đường thì cũng đã tan hết và sôi lên rồi. Thì lúc này các bạn tắt bếp đi và để cho nguội tầm khoảng là 1-2 phút. Sau 2 phút thì nồi nước đường cũng đã nguội hơn chút rồi. Thì lúc này các bạn cho hết 300ml nước cốt dừa mình đã chuẩn bị vào trong chảo. Nước cốt dừa thì mình cần vắt cho nó thiệt là kẹo. Khi cho vào thì sẽ béo và ngon hơn. Cho xong thì các bạn chừa cặn lại nha. Hòa tan lại với nhau. Rồi bây giờ mình nhắc xuống bếp. Lúc này thì cái phần rau câu của mình nó cũng đã đông lại nè các bạn. Màu rất đẹp nha. Thì mình sẽ chấn ra. Ở đây thì mình xài cái bàn chấn nè. Còn các bạn không có thì mình xài dao. Chấn lại thành cái miếng nhỏ nhỏ thì mình sẽ dễ cắt hơn. Khi đã cắt làm 4 xong thì các bạn cắt nhỏ lại. Bản mỏng tầm khoảng là bao nhiêu đây thôi. Và cắt xong thì mình chấn nhỏ lại như vậy. Hoặc là các bạn có thể cắt mỏng hơn, tùy theo cái sở thích của gia đình. Phần rau câu thì mình cũng đã cắt ra xong, màu sắc nhìn rất là đẹp mắt nha các bạn. Thì mình sẽ để qua một bên. Và đây là cái chảo nước cốt dừa và nước đường mình đã nấu lúc nãy đó. Lúc này thì cũng đã nguội hoàn toàn rồi. Thì các bạn cho cái phần hạt lựu vào trước. Cho hạt lựu vào xong thì mình cũng cho cái phần rau câu vào luôn. Rất là thơm luôn á. Khi đã cho vào xong hết thì mình đảo đều lại và chuẩn bị múc ra ngoài ly để thưởng thức nha. Chè rau câu hạt lựu thì mình cũng đã múc cho ra ngoài chén rồi và mình có cho thêm vào những cái bọc này các bạn. Mình để vào trong tủ lạnh, khi nào ăn thì mình chỉ việc lấy ra ăn thôi, rất là đơn giản luôn nha. Và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng ăn thử cái món chè này với mình. Rất là đơn giản nhưng mà lại mát. Chè rau câu khi ăn vào thì có cái vị ngọt thanh, béo ngậy của nước cốt dừa và những cái miếng rau câu của mình ăn rất là giòn ngon nha các bạn. Hạt lựu thì lại dai dai, kết hợp lại với nhau vừa ngon mà lại vừa mát nữa. Và màu sắc thì vô cùng đẹp mắt. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.